Rồi, hello, chào các bạn ha. Thì tiếp tục khám phá cái xã Vĩnh Hụ này, mình lại tiếp tục đi khám phá một cái con hẻm tiếp theo ha các bạn. Sáng nay phá nát cái xã Vĩnh Hụ này luôn. Đường chúng ta đang đứng đây là Hương Lộ 8 thẳng về đến ngay chỗ đường kinh giữa đó. Kinh giữa là mình quẹo trái đi về cái con kênh 14, chỗ chợ kênh 14 đó các bạn. Còn hướng này là từ ngay chỗ đường Trần Quốc Toản ha, đường Trần Quốc Toản này chạy về là trung tâm của thị trấn Vĩnh Bình, ngay chỗ chợ Vĩnh Bình ha. Thì cái video mà mình quay tổng quát nguyên cái khu xã Vĩnh Vĩnh Hữu này cho các bạn coi rồi. Thì giờ tiếp tục đi vào bên trong khám phá tiếp ha. Chúng ta đã quay cái xóm ở ấp Bình An ở bên tay phải, ở tay trái này rồi, giờ vô ấp bên tay phải đây các bạn. Đường này có tên là đường Ba Nò. Đường Ba Nò có 1,5 tấn ha. Đây có tiệm hớt tóc nữa nè, trời ơi, điện cơ đó, cổng rau của thơm xóm ha. Điểm bán hàng, một cái tiệm tạp hóa ngay đầu con hẻm luôn. Nông thôn mới bên trái những người bên phải. Chiên về dừa luôn, mấy cây dừa này dừa cao à. Cao à, khều khều à. Mười mấy mét. Nhà các bô lão rất là sạch sẽ. Con cháu đi làm xa hết rồi, nguyên cái lũy tre. Đây bữa chín là vàng rụm luôn rồi kìa. Không ai hái hết. Đây cảnh buôn bán cầu hủ dừa các bạn. Thu mua củ hủ dừa ha, cây dừa buôn bán tại nhà luôn. Chó quá trời. Đây tiếp tục mồ mả của ông bà nằm trên cái quỹ đất để dành lại cho con cháu. Đây có quầy chú già này, đúng chú già luôn á. Ôi cái chú già, cái xương sống của nó có cạnh, nó vuốt cạnh. Tổ 20 ấp Thạnh Thới ha, bên này là ấp Thạnh Thới. À vậy là chúng ta sẽ khám phá một cái ấp tiếp theo, cái ấp Thạnh Thới, sau khi khám phá cái ấp Bình An. Tất cả đều xã Vĩnh Hụ nha các bạn. Vĩnh Hiệu Hụ. Con hươu viết thêm dấu nặng, đọc léo lưỡi luôn. Trời ơi, đại lý bia, bia con cọp không à. Trời ơi, căn nhà này đẹp quá à. Giống Khải Hoàn Môn quá vậy. Trời ơi, cổng chào à, hàng rào. Đằng trước là cái con mương bao bọc nguyên căn nhà luôn, mới ghê chứ nè. Con mương bao bọc nguyên căn nhà luôn. Này đường dẫn vô nhà sớm kế bên ha. Nhà đại gia có hàng cây dừa. Trời ơi, phun sâm mỹ phẩm Diễm Hương luôn kìa. Trời ơi. Rồi có khách không ta? Thì chắc làm online rồi làm quen biết hay chứ. Ồ, con đường ấp Thạnh Thới ha. Đó. Cây cỏ hoa lá. Bên này không phải là rạng dừa mà là chuối nha. Ha. Chúng ta đi.
có những cây chuối che chở. Cây cacao, nhà này chuyên trồng về cây cacao. Phía bên này là chuyên về trồng chuối, chuối lá chết khô hết ta. Ồ, nhà đẹp quá, sống nó yên bình, nó nhẹ nhàng. Vùng đất này chuyên về trồng bưởi, bưởi trái nhỏ à, đại lý thức ăn gia súc gia cầm mà. Đó, nhà mà có được cái đại lý phân phối thức ăn hay là phân bón hoặc là các máy phục vụ trong ngành nông nghiệp là khá giả khu này. Đường có tên là đường Vườn Mới nha ha. À, đường Vườn Mới ở đây á, họ để bản ngang như này có nghĩa là con đường này là đường Vườn Mới các bạn, còn con đường này không phải ha, họ không để xui vậy. Ồ, con đường nhìn thấy sạch sẽ quá trời ha. Ôi, căn nhà này vô nguyên một cái dãy mai hai bên đường. Giá là xây dựng mới quá trời. Bưởi nè, nói về bưởi, trái bưởi à, hai trái luôn. Ồ, mấy trái nhỏ nhỏ quá trời, mấy trái đó là lớn rồi ta. Ở đây trái cỡ đó à. Ồ, những cái lu nước, những cái chum nước vẫn còn xài cái bếp củi à. Nhà này xài bếp củi nè. Rồi đằng sau có chiếc rìm cổ, rìm Trung Quốc. Tiếp tục đi thôi. À, khung cảnh yên tĩnh, yên bình quá. Đúng 12 giờ ngọ, 12 giờ trưa luôn. Giờ ngọ luôn các bạn. Đó, đường dẫn vào. Nhà này thì chưa làm đường ha, mới chạy ra mì à. Đây có cây sơ ri. Trời, đây tới tìm sửa xe, giá xe hay gì. Cây trứng cá nè, trước nhà này có cây trứng cá quá trời đẹp luôn. Tiếp tục là một cái vườn bưởi, bưởi vàng khè luôn rồi ha. Hồi âm thanh nè, nhận phục vụ tiệc cưới đám hỏi sinh nhật thôi nôi đầy tháng, kính thưa các loại luôn, ăn chơi là hú em tiếng, em chở lo tới tận nhà anh chị luôn. Trời ơi nè, bông hoa nhìn rộp cả căn nhà luôn. Nhà đó vẫn là cửa gỗ, nhà đó là vách gỗ luôn á, nhà vách gỗ luôn các bạn. Bên này nhà vườn của người dân vẫn còn hoang sơ, màu mã khúc này màu mã. Bên trái là một cái tiệm tạp hóa. Vườn chuối, chuối trồng xen kẽ với lại dừa. Ồ, nắng lên rồi hình ảnh sẽ đẹp thôi. Quá trời hay bông giấy. Nhà mở cổng welcome, khách đến chơi không trà cũng rượu,
không, cái quán ăn. Trời, đây có cống đập mới à, cống đập này mới tanh à. Ngăn tước ngăn nước từ sông ngoài chảy vô ha. Nuôi gà, nhà gà nhảy vô trong sân nhà, nhảy lên giường à. Đúng đậm chất miền Tây rồi, đúng đậm chất miền quê rồi. Trời, cây khế à, khế quá trời trái luôn trời. Trái à, chanh lè chắc chua. Nhà này chưa hoàn thiện, mới có phần thô à, hết tiền à, vô ở tạm à, có tiền xây tiếp. Cây vú sữa trước căn nhà có cây vú sữa. Đây là nhận phụ nọc dê ha, bán phân dê. Nhà này đậu Công giáo, có Chúa Giêsu ở trên. Ồ, cái này là gì, nhóm nấu ăn ha. Ồ, trong đó là gì đây, đó đi vô nhà này nhận nấu ăn. Đây là cái vườn của người ta, ta khóa cửa lại ha, khóa cổng lại. Ồ, bên này có nhà thờ hay gì, nhà thờ Vĩnh Hữu Ba Nò ha. Ồ, tiếp tục các bạn quay hết pin luôn. Nhà thờ Vĩnh Hữu ha, Ba Nò. Trời, trong này cũng có cái nhà thờ giáo xứ trong này. Ồ, rồi có cái chuông, khá là sạch sẽ khang trang. Trời ơi, hàng cây cao mà quá trời đẹp ha. Hay à, quán hủ tiếu, quán ăn. Trời, chỗ này một cái siêu thị khá là lớn ha. Ờ, đó đường thẳng, đường thơm sớm, mới trải bê tông, mới ken xà beng luôn. Mấy nhà cũ cũ là cái kho, bây giờ là cái kho nhà lá, bây giờ trở thành cái kho. Những cái con hẻm đi vô trong nhà dân, hẻm cục. Đó, vườn tược còn bao la bát ngát luôn, chuồng bò. Trời ơi, đâu đó vẫn còn nè, những thửa ruộng còn quý giá, còn giữ lại năm 2024 tại cái ấp Thạnh Thới của xã Vĩnh Hữu, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Mấy cháu học sinh đi học đi xe đẹp điện. Đây, những thửa ruộng vẫn còn giữ lại. Đường tất cả là đường bê tông hết ha, đường bê tông ngang 3 mét, đường trời gió mát quá. Đây họ tiếp tục trồng dừa.
cây cầu bê tông bắc ngang đó. Xưa đi cây cầu nhỏ xíu à, mộ mã ông bà giờ quá trời quá đất luôn à. Rồi tiếp tục là nhà nuôi chim yến, có thể dùng này khá lên là nhà nuôi chim yến người ta. Đường nhỏ dẫn vô cái nhà nuôi chim chắc đâu đó có căn nhà quá trời quá đất nằm giữa cái khu đất ruộng luôn. Cắt bớt một phần đất ruộng ha, ra xây căn nhà ở cho nó hoành tráng. Bể chứa bao bì, máy bơm để tưới tiêu, máy bơm bơm vô tưới tiêu. Đường này có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm nè các bạn. Nói chung là dùng nông thôn mới à, có điện quốc gia với lại internet hết rồi. Trời ơi, những thửa ruộng xanh mướt luôn, nhìn đẹp quá. Đi gió thổi mơn man luôn. Cảnh đồng quê thì thích thú gì đâu. Đâu đó còn căn nhà mà rất là cổ. Thôi bà cô nằm ở trong đó. Trời, quay qua bên trái nhìn hết hồn vậy. Trời ơi, trong này khu này kính cổng cao tường. Nhà chung một chủ á. Anh em hay là con cháu gì đó, ông bà vẫn ở nhà cũ, con cháu xây cái nhà bự và bá luôn. Nhà ba gian cửa đời mới, cửa gỗ sau này. Rồi còn đúng căn nhà lá bà cụ đang nằm. Bà cụ đang ngồi nằm võng đong đưa suy nghĩ về cuộc đời. Sao nó bạc bẽo với mình quá. Đây là những con mương chạy dọc vô căn nhà của người dân nuôi bèo. Đây bên phải này nhà mồ mả rất là nhiều. Đây có một cái cửa hàng buổi sáng chắc bán ăn uống hay là cái chỗ đó bán thịt thịt heo rồi ta. Một là bán ăn sáng, sau này có vụ ăn sáng. Đây tiếp tục bên phải này mồ mả rất là nhiều, nhà còn giữ lại mồ mả nhiều lắm. Chủ yếu nãy giờ quay bên tay trái này chứ bên tay phải là mồ mả nhiều lắm, bao la luôn. Chất thôn quê thành thới một, đường thành thới một. Trời ơi, một cái siêu thị luôn, điểm bán lẻ sim cạc luôn đó, mồ mả kìa. Đây có một cái siêu thị ha, siêu thị ha. Quẹo trái. Đây trồng bắp. Đây trồng bưởi nha. Nó ra cái cổng đường dẫn lên cái cầu đây ha.
Có hệ thống camera an ninh luôn thì mới ghê chứ. Đó, đằng trước này là đường Ba Nò, camera an ninh nè. Nãy chúng ta đi đầu đường Ba Nò, giờ ra đến đường Ba Nò ha. Ở dưới đây người ta để tấm bảng đó là nhìn thẳng vô trực diện, đó là cái con đường, tên của con đường đó ha. Khác với lại trên Sài Gòn đó là cái con đường bảng nó phải để ngang này nè, nó chỉ vậy nè, nhìn vô đây đường Ba Nò cái tấm bảng phải để ngang vậy, còn đây để ngược lại nhìn trực diện vô. Nói chung cái tên đường nhìn trực diện đó là cái tên của con đường đó. Rồi sáng nay mình cũng đã quay rất là nhiều chỗ trên địa bàn của xã Vĩnh Hụ các bạn, của huyện Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn.